Đức Nhân về Nhật sau chuyến từ thiện châu Phi, Quang Linh chia tay đầy tấu hại, lôi con cưng xỉu. Sau một tuần sang châu Phi, Đức Nhân đã chính thức kết thúc chuyến hành trình thiện nguyện của mình, chuẩn bị hành lý quay trở về Nhật Bản. Tiễn cô nàng còn có Quang Linh Vlog và các thành viên thuộc team châu Phi. Họ đã hỗ trợ nữ YouTuber rất nhiều trong đợt từ thiện này. Trước khi lên xe ra sân bay, Đức Nhân đã cùng với Quang Linh Vlog và anh Nguyễn Tiến, một thành viên thuộc team châu Phi, quay livestream trò chuyện vui vẻ. Quang Linh còn gửi tặng chồng Đức Nhân rất nhiều món quà cây nhà lá vườn. Để tạm biệt Đức Nhân, anh Tiến và Quang Linh Vlog đã liên tục biểu diễn các ca khúc buồn chia tay cô. Thậm chí Quang Linh còn không ngần ngại diễn tả cảm xúc buồn bằng cách liên tục mếu máo, dùng tay che mặt như thể đang lau nước mắt. Thấy vậy, Đức Nhân không khỏi bật cười nói, đây là khuôn mặt giả trân nha cả nhà, Nhân thường gọi là Linh Lương. Cô cũng không quên chia sẻ thêm, hết một tuần trôi qua có rất nhiều kỷ niệm vui buồn bên này mà cũng chỉ toàn kỷ niệm vui thôi, buồn thì không có. Khi Đức Nhân nói đùa rằng bên Nhật Bản đang bão mạnh lắm, không biết có về được không, Quang Linh Vlog nhanh chóng trêu lại cô nàng. Thôi bà về đi bà ơi, bà về giùm đi bà ơi. Anh còn không ngừng diễn nét mặt khổ đau kể lại, khổ lắm các bạn ơi, ăn miếng cá còn bị bắt nhả ra để chụp ảnh. Ngay lúc đó anh Tiến cũng góp vui, đi vệ sinh cũng không yên, đang đi cũng bị gọi ra quay. Có thể thấy cả nhóm đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ khi làm việc cùng nhau, đến tận ngày kết thúc cũng không ngừng tấu hài khiến người xem cười bò. Đặc biệt, Quang Linh Vlog còn gửi tặng nhiều món quà thiết thực cho vợ chồng của Đức Nhân, trong đó có cả bột ngô, cà chua, bắp cải, nửa cân thịt. Suốt một tuần qua, Đức Nhân cùng với team Quang Linh Vlog đã rất tích cực giúp đỡ hỗ trợ bà con Angola. Chuyến hành trình này cũng là lần đi thiện nguyện xa nhất của nữ YouTuber. Trước đó, cô cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều người lại yêu mến Đức Nhân đến thế. Chuyến hành trình lần này của Đức Nhân đã đem đến rất nhiều điều tốt đẹp cho người dân Angola. Được biết sắp tới, nữ YouTuber sẽ còn thực hiện nhiều dự án ý nghĩa hơn nữa. Cùng với Quang Linh Vlog, cậu bé Mativado hay được biết đến với biệt danh Lôi Con, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nhờ sự ưu ái đặc biệt mà chàng trai xứ Nghệ dành cho em. Thường xuyên xuất hiện trong các video của Quang Linh, Lôi Con luôn gây chú ý bởi những hành động cử chỉ đáng yêu và tính cách ngoan ngoãn lễ phép. Bé cũng là nhân tố để khiến lượng xem các clip của anh lên đến hàng triệu view. Mới đây, Lôi Con lại khiến dân tình được một fan cười bò vì khoảnh khắc làm mẫu ảnh cùng Quang Linh. Chỉ với vài giây ngắn ngủi nhưng cậu bé đã cho thấy hàng loạt biểu cảm đắt giá và thái độ làm việc rất nhiệt huyết, chuyên nghiệp của mình. Đứng trước máy ảnh, cậu bé nở nụ cười thương hiệu kèm với biểu cảm tươi rói. Bên cạnh là Quang Linh cũng rạng rỡ không kém. Hai chú cháu cùng nhau tạo hết dáng này đến dáng khác để cho ra đời những bức ảnh thật thu hút. Nhìn vào cách Lôi Con và Quang Linh tạo dáng, có thể thấy cậu bé Angola có kỹ năng thần sầu hơn hẳn người chú của mình. Trong khi nam YouTuber chỉ giữ nguyên một biểu cảm và một dáng đứng, thì Lôi Con lại đổi dáng liên tục, bắt trọn camera ở các góc quay khác nhau, cũng như thay đổi nét mặt cực linh hoạt. Chẳng qua khi nói riêng về khoảng làm mẫu ảnh thì Lôi Con hơn đức chú Linh rồi. Đặc biệt, sự chuyên nghiệp của cậu bé còn thể hiện rõ nhất khi ở đằng sau ống kính. Lúc người lớn thông báo đã chụp hình xong, Lôi Con lập tức xả vai, đổi thái độ còn hơn cả lật bánh tráng. Vừa một giây trước đang tươi cười khoe hàm răng trắng tinh, một giây sau cậu đã buông lỏng cơ mặt quay trở lại về trạng thái bình thường, mặt lạnh như tiền lại còn có vẻ hơi quạo, như thể bị chú Linh bắt chụp hình quá vậy. Được biết, Quang Linh và team châu Phi có dự định sẽ đưa Lôi Con sang Việt Nam trong dịp Tết tới đây. Nếu dự định này thành công, người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất vui. Thậm chí nhiều fan của cậu bé Angola còn hẹn nhau ra sân bay để chào đón em. Hy vọng với sự giúp đỡ từ Quang Linh Vlog, cậu bé sẽ tiếp tục được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ và bộc lộ sự duyên dáng tài năng của mình trong tương lai.